Sao lại tự có gì hỏi? Dạ thưa sư phụ, có một bạn tên là Thiên Mai Như Thảo hỏi là trên tầng trời 36 ngoài cha mẹ sư phụ kìa, còn vị Phật nào lớn nữa không ạ? Gọi là 36 phận gì? Dạ, có cha mẹ, có sư phụ, còn vị Phật nào lớn nữa không ạ? Tao phải hỏi lại. Nhưng mà dù biết trên tầng đó là giống như Washington DC vậy. Mỗi lần mà cha mẹ họp với mấy vị thì mấy vị cũng về đó. Ở tầng 36 là tầng cao nhất của các tầng trời. Những gì A-la-hán như Phật là từ tầng 24 mà phạm đó. Còn Phật A Di Đà thì ở bên cái cung của ngài Phật Thích Ca thì cũng có chỗ Phật Thích Ca, nhưng mà mấy vị gặp nhau ở đâu cũng được, giống như mình muốn gặp đây trên núi vậy đó à, thì cái danh từ gọi cái địa điểm gì đó.